Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo hướng dẫn về các tiện ích trong phần mềm AutoCAD. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là tiện ích vẽ số lô trong phần mềm AutoCAD, tức là vẽ nhãn thửa nha các bạn. Rồi, ta mở phần mềm AutoCAD lên. Giả sử ta có thửa này nè, số 4. Nhưng mà nó tách là 4A, 4B. Thì bây giờ ta muốn vẽ là cái này nè. Thì như thế nào? Thì ta phải vô cái ứng dụng nha. Rồi, số lô lót lên nha. Rồi, đây hai thử tách rồi, đây là thử A, thử B đi nha. Rồi ta bấm số lô, Enter. Tỷ lệ bắt đầu này là 2000. Rồi, vị trí điểm đặt, chọn đây nha. Rồi, loại đất là, đây là ONT. Enter. Số thửa là 4A nha. Rồi, nó ra đây. Rồi, thấy không? Cái độ dày này thì nó phụ thuộc mà. Độ dày này thì chủ yếu là cái này nữa mà. Cái này đặt nè. Đó. 4A, 4B ta chọn hết nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.